Đường cống thoát nước có chiều dài hơn 20 mét, đường kính khoảng 1,5 mét, nối thông qua đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Do đường kính cống hẹp, người dân chạy xe máy qua đây rất dễ ngã và nếu hai xe chạy ngược chiều nhau thì không khác nào câu chuyện hai con dê qua cầu. Bởi vì không có đường thoát, rồi không có đường ra vô đó, rồi dân nông dân đây phải đi vậy đó. Chứ đi trên nguy hiểm đâu có đi được, đâu dám đi rồi đi dưới này không. Dân trong này ta đi ra vô là phải đi rồi tôi dân bằng ruộng phải đi là đường này xong. Gánh gồng như tôi gánh là phải chung khum đi đó. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Tân Lý Đông, rất khó cấm người dân chui qua cống thoát nước vì phía bên kia đường cao tốc không có đường dân sinh. Nên dù họ có đến hầm chui cách đó 1 km để băng qua đường cao tốc thì cũng không đến ruộng đường. Địa phương chỉ có thể vận động, giáo dục và ngăn chặn người dân băng qua đường cao tốc mà thôi. Còn Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cho biết sẽ yêu cầu huyện Châu Thành báo cáo chi tiết để Sở đề xuất Bộ Giao thông Vận tải làm đường dân sinh để người dân đi lại dễ dàng, an toàn.